Nếu mà mẹ anh em mua những chiếc ví dụ như là 13.700k, những chiếc như là 13.600k thì chắc chắn con MateBook này sẽ cân được. Nhưng mà nếu mà anh em chỉ chơi game bình thường ấy thì anh em có thể thấy là cái hiệu năng chơi game của nó trên này không hề nhiều một chút nào cả. Bên cạnh mình đây có thể nói là bộ máy tính xịn nhất trong năm 2022 này, và mình cũng vừa lắp nó trong video trước thôi. Có một cái điều khá hay ho trên chiếc máy tính này ấy, là mình lựa chọn cho nó một chiếc MateBook mang tên là chiếc Z790A từ Asus. Thì chiếc MateBook này là một chiếc MateBook khá là tốt, khá là cháy, khá là xịn, dùng DDR4 thế nên là tiết kiệm được tiền, rất là ok. Nhưng mà tại sao mình lại bảo nó là một lựa chọn hay ho? Bởi vì nhá, sắp tới đây Asus sẽ ra mắt cái dòng MateBook B760, tức là một trong những cái MateBook nó có mức giá rẻ hơn, hiệu năng vẫn ok nhưng mà vừa túi tiền với anh em hơn đấy, để có thể gọi là giúp anh em có thể build bộ máy tính thế hệ 12, thế hệ 13 mà không cần phải lo lắng quá nhiều về giá tiền của MateBook. Liệu rằng một chiếc MateBook như này nó có đáng tiền không? Liệu rằng mình đã ngu ngốc khi quá vội vàng mua chiếc Mate này mà không đợi chiếc Mate này, hay mình cực kỳ thông minh khi mà mua luôn chiếc Mate Z790 này? Hãy cùng mình xem nó như thế nào nhá. Đây là chiếc Mate B760A đến từ Asus, gaming, wifi, D4, rất nhiều thứ hay ho. Trong hộp ta sẽ có này, mở ra phát thấy luôn em MateBook của chúng ta B760A đến từ Asus. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là một chiếc dâu wifi. Em này thì là dâu thế hệ mới của Asus, có thể dính lên cây thoải mái luôn. Đấy, nếu mà thích này, dính phát này. Đấy, rất là thoải mái. Tiếp theo nữa chúng ta s�ẽ có đó chính là hai dây SATA để anh có thể gắn những SSD SATA vào hoặc là chiếc ổ cứng SATA. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cái thermopad cho SSD NVMe và ba cái đệm cho M2 nữa để giúp anh em có thể dính vào các SSD của chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm một cái ốc quick release cho SSD M2, tức là anh có thể cắn đây, tháo ra phát, mở ra là có thể lấy SSD ra dễ dàng. Chúng ta sẽ có dây thít và một chiếc móc chìa khóa. Và điều quan trọng nhất khi sử dụng một chiếc máy đó chính là hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Và tất nhiên rồi, do đây là một chiếc MateBook ROG thì nên chúng ta sẽ có một tấm thiệp cảm ơn và một đống sticker nữa. Vậy thì một em như này có khác biệt gì so với các dòng Z không? Hãy cùng thử xem nhé. Đây là hai em main của chúng ta. Như anh em có thể thấy ở đây thì hai em main có cái thiết kế nó y hệt nhau, bởi vì đây là ATX hết. Cái điểm khác biệt ở này ấy, thì một em sẽ có một thiết kế nhìn trông hoành tráng hơn, đẹp đẽ hơn, xịn sò hơn. Một bên thì sẽ có một thiết kế nó cũng đẹp đấy, nó cũng sắc cạnh đấy, nhưng mà nó không ngầu bằng anh em ạ. Tất nhiên ở khu vực này sẽ có RGB và bên này đây cũng sẽ có RGB nữa. Đằng sau thì về cổng kết nối, như chúng ta có thể thấy về số lượng cổng USB thì thay vì là 10 cổng như bên Z, chúng ta sẽ bị thay thế chỉ còn có 9 cổng thôi. Và đặc biệt hơn nữa là 9 cổng này thì sẽ có nhiều cổng chất lượng thấp hơn so với cả bên này. Ví dụ như bên này sẽ chỉ có 2 cổng 2.0 thì bên này có tận là 4 cổng. Bên này thì có là 4 cổng 3.0 xịn thì bên này cũng chỉ có 2 cổng mà thôi. Điều này thì khiến cho anh em phải suy nghĩ một chút khi mà gắn những thiết bị tốc độ cao vào. Ví dụ như là những chiếc SSD rời này, hoặc là những chiếc kiểu như sound card sound cùng các thứ. Còn đa số anh em sử dụng ấy thì chỉ cần tốc độ 2.0 thôi là vừa đủ rồi. Nằm bên trong có những sự khác biệt gì nữa? Tất nhiên, đầu tiên chúng ta sẽ chỉ có tổng cộng là 3 khe M2 bên trên này thôi. Ở đây sẽ có 1, 2, 3, 4. Thì bên trên chiếc B760 sẽ chỉ có 1, 2 và 3 mà thôi. Ngoài ra thì các đầu cắm fan cũng bị mất đi một cái này. Khe PCIe cũng bị giảm sút một chút này. Bên này thì sẽ có 3 khe full size, bên Z790 sẽ có 3 khe full size, trong khi bên này chỉ có 2 khe full size thôi. Không chỉ là PCIe bị giảm sút, VRM cũng đã bị cắt giảm đi một chút. Bên ở đây thì hoa sẽ có là 16+1 phase 70A để dành cho những con CPU xịn nhất thì bây giờ. Còn với chiếc B760 thì chúng ta sẽ chỉ có là 12+1 thôi, mà mình còn không biết là phase của bên nào, mình chỉ biết là của nói chung là của AO ấy, và cả SDC nữa. Nhưng mình tìm thông tin rồi thì không có, thế nên là mình thực sự là chịu. Và một điểm cuối cùng nữa đó chính là cái khu vực có mang tên là chipset đây. Chipset tất nhiên rồi, một con này là Z790 thì sẽ có chipset của Z790. Bên này thì sẽ có B760, sẽ có chipset của B760. B760 thì vẫn giúp cho chúng ta ép sung RAM được, vẫn giúp cho chúng ta làm mọi thứ được, nhưng sẽ không thể nào mà ép sung của CPU được anh em nhá. Ngoài những điểm khác biệt đấy ra thì chúng ta sẽ vẫn còn những điểm rất là bình thường luôn, vẫn giống nhau vô cùng. Đằng sau ở đây chúng ta sẽ vẫn có đó chính là
khu vực dành cho Wi-Fi 6E và cả Bluetooth 5.0 nữa. Thêm nữa, chúng ta sẽ có LAN 2.5G. Chip audio thì cũng vẫn như vậy, cũng là Supreme FX và rất là ok. Bên trên ở đây thì sẽ vẫn là hai khe cho anh em gắn CPU 1700 và 4 khe DRAM DDR4 anh em nhé. Thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Khe PCIe thì vẫn có những khe 5.0. Tất cả các cổng NVMe thì vẫn là các cổng 4.0, vẫn có đủ số cổng RGB để anh em có thể gọi là LGBT thì thoải mái, RGB thoải mái luôn, không gặp vấn đề gì hết. Vẫn có khu vực để anh em cắm USB Type-C front panel và vẫn sẽ có một tính năng rất hay, đó chính là Quick Release PCIe này đây, rất là tiện lợi. Thế thì cái mức giá chênh lệch hiện tại thì mình chưa có mức giá Việt Nam, nhưng mà theo mình biết thị trường nước ngoài ấy, thì M760 này sẽ thấp hơn em Z790 này khoảng tầm 140 tới 150 đô, tức là khoảng tầm 3 triệu rưỡi tới 4 triệu tiền Việt Nam đồng ấy. Vậy thì một chiếc main có mức giá chỉ bằng 6/10 so với cả chiếc main này, liệu rằng hiệu năng và cái trải nghiệm sử dụng có bằng 6/10 không? Hãy cùng thử test xem nhá. Sau gọi là một lần restart thì máy lên rồi. Chân fan chân phụng đã cắm rất chuẩn, rất chỉnh chuẩn luôn. Tiếp theo nữa thì mình sẽ bật đồ chính là XMP lên anh em nhé, bởi vì là phải có XMP mà enable này. Xem có gì khác biệt so với cả phiên bản Z không nào. Advanced này, ok. Vẫn được vào XMP nhá, chúng ta sẽ vẫn có AI Asus Performance Enhancement nhá, enable này, vẫn bình thường này. Và tiếp theo nữa, nhưng mà chúng ta sẽ không còn những cái ví dụ như là chỉnh từng cái sung sủng một nữa. À đâu, vẫn có ai? À đâu, không có đâu. Nói chung là nó sẽ không được như là... Nó sẽ có những tính năng nhưng mà không giúp cho con CPU anh em ép sung lên cao đâu. Nó chỉ giúp anh em hoạt động mạnh hơn thôi, mạnh hơn một chút thôi. Theo như mình biết cái này là anh em có thể undervolt được, nhưng mà tí nữa mình sẽ check cho phần mềm sau. Bây giờ thì đã chỉnh rồi. Và bây giờ hãy cùng vào trong Windows đi nhá, xem khác hay biệt đúng nhá. Hiện tại mình đang vào trong Windows 11 rồi. Thì Windows 11 thì anh em biết rồi đấy, là bắt buộc mấy con này phải dùng Windows 11. Và hiện tại thì mình đang bật đây là HW Info. HW Info thì sẽ hiện ra thông số thông tin này. Thì con CPU chúng ta dùng cơ bản boot rất bình thường, 5.5 bình thường luôn, chả vấn đề gì cả. Còn mainboard thì cũng chạy rất mát, 27 độ thôi. Và cảm giác rất mượt, cứ như kiểu là người bình thường không cần thiết phải con main xịn quá vẫn dùng được ấy nhỉ. Đấy, thì mình nói trêu thôi. Thì đúng là như vậy, là chúng ta không nhất thiết phải dùng một con main quá xịn để dùng được bộ máy cơ bản bình thường như này. Nhưng bây giờ hãy cùng thử làm việc bằng Cinebench một chút nhá, xem là nó có khác biệt gì không. Bật Cinebench lên đi và check luôn cả nhiệt độ, nhiệt độ các thứ. Hôm trước thì như anh em biết ấy, là mình boost lên tới là 5.3 khi mà chạy ở multicore. Bây giờ cùng thử xem là nó khác biệt gì không nhá. Chạy này, start này. Rồi, xem CPU này. Rồi, đang chạy rất bình thường này. CPU một phát 100 độ này. Đây rồi anh em ơi. Kết quả đây rồi, sự khác biệt nó nằm ở đây rồi anh em ạ. Sự khác biệt đây rồi.
thì chiếc CPU chúng ta chỉ chạy được ở khoảng tầm 4.8, 4.9 thôi anh em nhá. Tức là gần 5 RAM ấy, trong khi con Z kia là 5.3. Thì cũng đúng thôi, bởi vì anh em đang so sánh một con main Z có mức giá là 12 triệu với một con main chỉ mức giá bằng 6 phần 10 con đấy, thì làm sao có thể đạt được mức hiệu năng cao bằng, đúng không? Cái quan trọng ấy là Asus họ đang cố gắng tạo ra một chiếc mainboard vừa đủ ngon để có thể sử dụng cho tất cả những thứ, đặc biệt là chơi game anh em nhé. Với những con CPU cao cấp như này thì mình khuyên rằng anh em vẫn nên lên một con Z tầm xịn xịn một chút để có thể được một cái hiệu năng ổn áp hơn với một bộ VRM xịn sò hơn, và tất nhiên rồi sẽ có thể boost lên mức cao hơn. Như mình thấy ở đây là mình đang có vẻ như là mình đang bị giới hạn đây, là khi mà mình multi core như thế là mình không thể boost lên mức cao nhất mà con CPU này có thể đạt được, và khi đấy thì con motherboard con main chúng ta vẫn rất mát, có mỗi 28 độ thôi, cực kỳ là mát. Mình không biết vấn đề ở đâu nhưng nó chỉ ở mức như thế, không cao hơn không kém hơn gì cả, và thấy mình cũng thấy khá là tự hào. Nếu mà anh em mua những chiếc ví dụ như là 13.700K, những chiếc như là 13.600K thì chắc chắn con mainboard này sẽ cân được. Nhưng mà nếu mà anh em chỉ chơi game bình thường ấy thì anh em có thể thấy là cái hiệu năng chơi game của nó trên này không hề nhiều một chút nào cả. Tức là nếu mà anh em dùng chiếc 13.700K này với mục đích chơi game không ấy thì con mainboard này vẫn cân được thoải mái anh em nhá. Nếu mà anh em, nếu mà mình là một người chơi game thuần này thì chắc chắn rằng mình sẽ hạ chiếc main từ Z790 xuống con main này để có được một con main vẫn rất đẹp, vẫn rất ok, hiệu năng vẫn rất ổn áp, vẫn rất nhiều cổng USB, rất nhiều tính năng hay ho, nhưng không quá đắt tiền. Còn nếu mà anh em nào mà vừa làm việc và muốn kiểu 100% con CPU mình ấy, kiểu tận dụng 100% con CPU mình ấy, thì nên lên một chiếc main như là Z790 Rockstreet A như là của Asus anh em nhá. Rồi thì nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với những cái sản phẩm trong này thì mình sẽ để đường link dưới mô tả nhá. Hiện tại, thời điểm hiện tại vào cái thời điểm đấy thì vẫn chưa có đường link của mấy con B760 đâu, nhưng mà mình sẽ vẫn để dưới đấy để anh em check nhá. Còn nếu mà anh em cảm thấy video là hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hẹn gặp anh em tại video khác nhá.